Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Video trước đó thì em có đăng tải giới thiệu cho bác anh em một mẫu van cơ mới cực kỳ đẹp, cực kỳ hầm hố và phần ép cực kỳ mượt mà, chống ngú tốt cho bác anh em, có đầy đủ khổng quang Bluetooth điều khiển với size lớn 1.5U và thiết kế thì đây trước mặt các bác luôn, với mẫu JBL S10 Plus, em xin lỗi, S10 Plus các bác nhé. Đây mẫu van cơ mới đời cao cấp, nâng cấp lên từ cái bản JBL S8 trước đó các bác, thay đổi nâng cấp rất nhiều và từ những cái mẫu như JBL S8, S9 Plus trước đó. Đây là bản cao cấp nhất trong những cái phiên bản gần đây các bác nhé. Thì em có giới thiệu cho ba anh em, thì có anh em cũng đang thắc mắc, có thắc mắc thì em cũng nên giải thích luôn cho ba anh em một cái video về trong video này. Và một bác khách nữa thì cũng thấy em van này thử tiếng hay và bác cũng có yêu cầu là thử cho bác ghép cùng với một em van FP10 Plus này với một em mic bãi nữa, để làm sao cái tiếng nó nịnh giọng, bởi vì giọng bác thì hơi yếu mà bác hay hát nhạc kiểu như nhạc bolero đấy, làm sao cái con mic nào nó lịnh giọng một chút cho bác. Thì đây em cũng ghép cùng với bác luôn, đây là một mẫu mic không dây Beyer BS780 vỉ tím, tay giá cá đây, giá cá đấy các bác nhé. Đó, có tự ngắt đầy đủ ạ. Và em cũng nên em thử tiếng, trước tiên thì em sẽ thử cái combo cho bác anh em. Đấy, em kết hợp cùng với hai em này thì tiếng nó hay hay không nhé, em thử tiếng để cho bác anh em nghe thử nhé. Các bác nghe thì có thể nghe tiếng vợt luôn đúng không ạ? Đấy này, đang em đang thử tiếng cho các anh em nhé. Đây, em thử luôn là có vợt hay không nha. Em ngắt vợt này, các bác nhìn ở đây vợt nha, vợt 11 này. Em ngắt tiếng vợt đi này. Ngắt hết về không đúng không ạ? Không đúng không? Không không. Bây giờ thử tiếng nhé. Đó, đó là không có vợt nha. Bây giờ em tăng tiếng vợt lên này. Các bác thể nghe bằng tai nghe, các bác cảm nhận luôn được. Tăng vợt này, tăng lên khoảng tầm 8-9 thôi. Tăng lên 9 thôi nha. Còn đây, tăng hẳn lên. Tất nhiên thì chúng ta không thể nào để tăng hẳn lên này được. Tăng lên này nó tiếng rất là ồm. Nhưng mà để thử cho bác anh em nghe thực tế là có vượt hay không thì em sẽ tăng hết cỡ luôn, tăng 30 đấy ạ. Thử tiếng nhé. Đó, cái tiếng vượt các bác nghe thấy không? Tiếng vượt nó rất là dài. Sau đây, ngắt hết repeat, delay đi nha. Em ngắt hết đi luôn, ngắt hết về không luôn. Đó, ngắt về không. Một, hai. Em tăng này tất nhiên không ai sử dụng cái vợt này, tăng quá đà đến như này cả, nghe nó rất là khó các bạn. Thì chỉ để nó khoảng tầm 15 hay là 16 tùy theo. Em thì thích nó bớt tiếng vợt một chút thì em chỉ để nó khoảng tầm 11 thôi. Và em tăng thêm tí beat lên để nó dễ hát hơn. Thường thì anh em sử dụng ở nhà hay các bác sử dụng ở nhà thì cũng sẽ thường để những mức độ như này, nó sẽ dễ hát hơn. Đấy, và bây giờ để thử tiếng lại cho các anh em nhé. Một em vang với hiệu ứng tiếng mic, hiệu ứng thì vợt echo mượt mà, chống ngũ tốt, kết hợp cùng với một em mic không dây có đầy đủ tính năng, lại có nịnh giọng như này nữa, chất âm sạch, nịnh giọng dễ hát, hát nhẹ nhàng thì quá tuyệt vời rồi. Combo này thì rất là rẻ thôi các bạn. Combo này cực kỳ rẻ nha, các bác thể nhìn trực tiếp trên phần tiêu đề, em để giá trên combo cho bác anh em luôn. Tặng đầy đủ dây rắc và báo ship cho bác về nhà các bác sử dụng các bác nhé. Các bác về nhà các bác nhận hàng, kiểm tra đúng hàng thì bác thanh toán. Đó, để một combo với em mic bãi Beyer BS780 tay giá cá, kết hợp cùng với em vang JBL FP10 Plus, có đầy đủ cổng quang Bluetooth điều khiển chống hú reverb, effect mượt mà và có cả điều khiển cho bác anh em luôn các bác nhá. Và anh em đang xem mà các bác có nhu cầu lấy combo này thì các bác nên hãy trực tiếp với em, hoặc là các bác muốn ráp cái combo nào với tầm khúc giá nào đó, hoặc là yêu cầu vừa lắp combo theo nhu cầu của bác thì các bác cứ liên hệ trực tiếp bên em, bên em tư vấn cụ thể và test cẩn thận, thử tiếng cẩn thận gửi cho bác anh em. Và đây là combo để gửi cho bác ở trong Đà Nẵng các bác nhá. Và nếu bác đang xem, anh em đang xem thì nhớ ủng hộ cho em nút like, đăng ký kênh.